đồng như hội ấy. Mày đi quay tắm kênh ở Hồ Đức Cốc. Trong này có cây đa đẹp quá, tạo thành một cái cổng. Đền này đền đền Na Giang à hay gì đây, đúng không? Có cây đa ngay cổng, đẹp. Con này được mấy tuổi? Kìa, chắc 3 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi. Đọc luôn kênh nha chú ơi. Ừ, tí chú cho kênh. Chú có biết bơi đâu. Đây à, đúng không? Mặc áo phao vào đi, mấy thằng nhảy đi. Hai ba nào. Con này nghe chưa lao nó sẽ bơi được. Đấy, thêm 2 đứa con nữa này. Quay cả, quay cả cảnh. Bây giờ rẻ, ngày xưa mình 18 triệu. Xây đâu? Tay ra đéo dám đấy. Đưa lên, đưa nó. Cái cò ấy xây nè. Mang tay đây. Đây, đây. Nhìn mát nhỉ.